Vâng, hello, em chào tất cả quý vị khán giả. Đến với video mới nhất của Hoàng Sáu TV. Và ngày hôm nay em tiếp tục cập nhật được một thông tin cực kỳ nóng về cô Biển. Và trước khi xem video này, quý vị khán giả đừng quên bấm like, bình luận. Và nếu ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để được theo dõi cái nội dung mới nhất. Và ngày hôm nay em đã nói tất cả mọi người một cái lý do. Là bà Biển này bà rất là khôn. Bà cực kỳ khôn luôn. Tại sao bà phải trả cái điện thoại 3 triệu lại cho gia đình của anh Vũ? Bởi vì nếu như bà mà không trả nhanh á, thì gia đình của anh Vũ sẽ tiếp tục làm một cái đơn thứ hai. Đó chính là tố cáo là cái cô này là lợi dụng tín nhiệm, lạm dụng tín nhiệm để chiếm được tài sản, là cái điện thoại 3 triệu. Nó chỉ có 3 triệu thôi, nhưng mà nó đủ để xử lý hình sự. Bởi vì sao? Bởi vì không có luật sư nào mà yêu cầu gia đình của anh Vũ là phải mua điện thoại cả. Vậy thì cái điện thoại nó đã ở đâu? Và em hỏi tất cả mọi người luôn, cô Biển cô nói là cô không có nhận một đồng xu cắt bạc nào của gia đình. Vậy thì cái điện thoại cô trả đó, tại sao cô lại nhận của gia đình? Tại sao cô lại bảo gia đình là phải đi mua cái điện thoại đó? Và cô đã trả cái điện thoại đó lại. Và cái mục đích là gì? Cô sợ gia đình nhà anh Vũ làm đơn kiện nên cô phải trả. Đó, đây cái bằng chứng đây, em cho mọi người nghe đây. Cùng là tôi mới tìm ra cái số điện thoại, tôi mới điện điện thẳng ông luật sư đó, thì ta nói thì ta là không có ký hợp đồng gì với ta hết. Điện thoại ta thấy không? Là chính thức cái ông luật sư đó đó mà làm việc riêng với cô Biển mà kín kín ở trong phòng á. Đó, cái hôm đó là anh Vũ anh ấy cùng với cô Biển Kim Linh đó đi xuống đó, thì cô Biển có nói là đây trong phòng làm việc là không được vào, ngồi ngoài đợi đi, một mình cô vào. Cô vào đó cô làm việc, cô bảo đấy xong rồi, hợp đồng xong rồi, là bây giờ là hết 200 triệu. Thế là anh Vũ mới nói là mà sao lâu lắm luật sư không có làm việc gì hết. Bắt đầu mới liên hệ luật sư bảo có ký cái gì đâu, luật sư có làm việc cái gì đâu mà cũng điện thoại cũng chả cầm luôn. Đó, có biển cô lấy về rồi mà cũng chả ký hợp đồng, vậy thì tiền đi đâu? Đó quý vị, ta cũng trả lời rồi, ta coi, trả lời lâu rồi à, coi như là một cái chiêu gọi là múa rìu qua mắt thợ rồi. Cái đó là lụm 200, đó là chót lọt luôn á. Lụm 200. Lụm 200 mà không phải chi cho ai. Một mình cô tự biên tự diễn. Cô chỉ vào gặp luật sư 30 phút, cô nói chuyện trên trời dưới biển, bộ nọ bộ kia là cô lụm 200 triệu. Nhưng mà cô phải ói ra cái điện thoại. Bởi vì sao? Bởi vì cái điện thoại đó là đủ để truy tố rồi. Đó, bởi vì em hỏi tất cả mọi người là cô bảo là luật sư bây giờ là phải cần mua cái điện thoại mới để lắp cái sim của chị Hà vô, để thông tin người dân tố giác tội phạm luật sư nghe. Mà luật sư đâu có nghe đâu, luật sư đâu có ký hợp đồng đâu. Bởi vì nếu luật sư ký hợp đồng ấy là phải ký với anh Vũ, chứ cô Biển là gì có thẩm quyền mà ký với hợp đồng với luật sư. Bởi vì cái người đứng đơn tố cáo là anh Vũ, chứ có ủy quyền cô Biển đâu. Vậy mà cô Biển cô vẫn vẽ ra là cái hợp đồng luật sư mày để đâu. Bây giờ luật sư yêu cầu là ra hợp đồng 2024, nó cô lại đòi lụm thêm 200 triệu nữa. Bởi vì nếu mà anh Vũ mà còn tiền thì cô bảo là đấy bây giờ là phải ra hợp đồng, cái đó là 2023 thôi, đúng không? Mà trong cái đó có 3-4 tháng à, cô lụm 200 triệu. Sau đó cô bảo là bây giờ phải ra hạn tiếp rồi 200 triệu nữa, mà đó mới là luật sư dân sự thôi nha. Đó, còn chưa phải luật sư hình sự đâu. Đó là trong khoảng điện thoại đó, hai nó cũng nhận đâu, có hai nó nhận là... Nhưng mà trả điện thoại cách làm sao bác hai? Bác hai có thể chia sẻ cho mọi người biết luôn là cái chuyện mà cái điện thoại đưa cho luật sư, giờ bác trả, bác trả cách làm sao, bác thông qua ai để trả, hoặc là bác tới nhà mình bác trả. Đưa cho mà cho chú ở ngoài, chú á, em cho chú á. Để bên chồng bà, vợ bên bác Thầy Đức á. À. Rồi mới đưa, nó đỡ chú đặng trả, thì nói vậy á, mà bác hai không có nhận, bác hai mới giờ. Đó, sao cô Biển cô phải sợ vậy cô Biển? Cô không có nhận đồng xu cắt bạc, không có nhận cái gì gia đình hết á. Ủa sao cô phải bảo ông chồng là đem điện thoại này gửi cho gia đình của chị Kim Hà vậy? Cô sợ đúng không? Đó, cái điện thoại có 3 triệu cô phải trả đấy. Thấy không? Cô trả gấp chứ không là nó kiện. Thấy không? Đó, cô Biển khôn lắm, em nói tất cả người như vậy. Thấy không? Là ăn cái điện thoại 3 triệu ăn không nổi. Thấy không? Bởi vì là cô đâu có điện thoại xài đâu. Cô bảo anh Vũ là đem đi mua điện thoại trả góp để cho cô có iPhone 15 cô xài. Mà cô thì cô nói là cô làm doanh nghiệp tập đoàn rồi đó, một tháng có thu nhập vài tỷ mà phải đi bắt anh Vũ đi mua iPhone trả góp. Thì em hỏi tất cả mọi người, cái mặt mũi cô để đâu hả cô? Em nói tất cả mọi người là thất nhân, thất đức, đúng không? Quá là con người, quá là em nói quá tàn nhẫn. Cô Biển ạ, điện thoại 200 triệu mà trả cái điện thoại xong rồi hai không nhận. Dạ.
Thế con mình nhận lại đi bác hai, có gì đâu mà không nhận, sợ bùa hả bác hai? Thôi tôi sợ tôi sợ không có muốn nhận cái điện thoại nó chắc tán gia bại sản thêm đúng không? Thôi mình nhận cái điện thoại là cái số của chị Hà mà. Mỗi một người là một cái đồng tiền rồi. Mỗi người cái đồng tiền. Cái điện thoại nó là sao? 4 tỷ mấy à. Cái điện thoại nó không biết làm đơn. Mới điện thoại cái nữa là chắc không biết làm sao. Rồi bây giờ đó là cái điện thoại á là 3 triệu là cô đem trả, còn 200 triệu luật sư á, thì cô nói là cô không biết gì hết nha, tôi không có biết gì hết, tiền bạc hết á, tôi không có lấy. Cô chối ghê lắm quý vị. Nhưng mà gia đình anh Vũ nói rồi, thấy không, cô đem cái điện thoại lại trả làm gì vậy? Cô bảo gia đình là đi mua cái điện thoại mới cho luật sư xài để luật sư nghe, để cái người dân người ta báo tin. Em nói tất cả mọi người là luật sư nào mà yêu cầu gia đình mua điện thoại, kết thúc lại là luật sư có ký hợp đồng gì đâu. Là cô ôm chọn 200 triệu để đi làm cái việc gì đó. Có thể là cô mua iPhone, cô tặng chồng cô. Chúng ta không biết được cái điều đó, chúng ta nghi ngờ thôi chứ. Chúng ta không biết cô làm gì. Chỉ biết cô một tháng là cô là doanh nhân thành đạt, tháng kiếm vài tỷ. Mà bảo anh Vũ đi mua điện thoại trả góp, không mua cho cô là bắt đầu cô cự nợ. Cô nói là tao giúp mày cỡ này mà mày không biết tình nghĩa không? Đó, gài anh Vũ nó đi mua điện thoại trả góp. Em bảo tất cả mọi người là nếu mà em nói mọi người là không có ai mà tán tận lương tâm, tàn nhẫn bằng cô Bí Ẩn đâu. Em nói mọi người như vậy. Bây giờ ấy, thì ra thì anh Vũ đã làm đơn rồi. Mà cô vẫn lên cô đánh đòn tâm lý. Cô nói là cô sẽ kiện anh Vũ, rồi cô nói là cô không có nhận đồng xu cắt bạc nào hết á. Mà cái hóa đơn chuyển khoản thì chạy vào đâu? Em hỏi mọi người như vậy. Bây giờ cô phải giải trình cơ quan chức năng là cái tiền 1 tỷ mốt đó là chuyển khoản tên cô á. Thì đó là cái giờ cô giải thích sao? À, anh Vũ gửi cô cầm hộ à? Hay là sao cô biết ạ? Em hỏi tất cả mọi người là bây giờ không cần cái bằng chứng luôn, nhưng mà có nhân chứng đưa tiền cho cô, ngày bao nhiêu, đưa bao nhiêu. Em nói tất cả mọi người, một người thì không thể chứ, 7-8 người mà làm chứng thì cô làm sao cô chối được. Họ xác minh ra, em nói tất cả mọi người, họ sẽ có cách, có biện pháp nghiệp vụ để bắt cô. Là nếu như cô có nhận thì cô phải nhận tội, chứ không có đường nào chạy được đâu quý vị. Bởi vì cô chỉ có già mồm với người yếu thế thôi. Chứ khi vào cái cổng cơ quan chức năng rồi thì làm gì có chuyện mà cô nói cô có bộ nào giúp cô, cục nào giúp cô. Hả mọi người? Mà trong cái vụ việc này em hỏi tất cả mọi người là nổi tiếng khắp trên mạng xã hội. Bây giờ ai mà biết cô họ cũng cúp máy à. Họ cũng không dám để liên hệ với cô dù họ có quen cô trước đây. Nhưng bây giờ họ nghe tên cái bà Bí Ẩn này này, là gia đình tố lừa gạt này này, là cái người mà quen cô họ cũng nói là không quen. Bởi vì không thể nào mà họ quen cái người mà lừa gạt được, đúng không? Mà bây giờ bằng chứng gia đình là có chứ không phải là không. Cái vụ việc chị Kim Hà thì họ biết rồi. Đó, gia đình là tốn 5 tỷ mấy cái vấn đề là vụ việc chị Kim Hà. Có một cô Bí Ẩn, cô nói là cô giúp gia đình. Đó, tôi là đại diện gia đình, tôi theo đến cùng. Tôi khẳng định, lúc nào cô Bí Ẩn cô có cái câu tôi khẳng định. Đó, rồi là cô khẳng định Kim Linh đi du học ở đâu có. Bây giờ Kim Linh đâu có đi du học ở đâu. Tiền ăn không có, du học ở đâu. Điện thoại cô mua bảo mua trả góp. Tài trợ ở đâu ra? Mà cô nói là tôi nói được làm được. À, đến bây giờ cô vẫn bao biện, cô bảo là tôi nói được là tôi làm được, tôi không làm sai. À, vàng thật không sợ lửa. Ủa, em hỏi tất cả mọi người chứ bây giờ cô giỏi thật, đến bây giờ mà cô vẫn còn chưa sợ, cô vẫn còn vinh vá, cô vẫn lên tiếng để đây là cô không sợ. Nào mà chịu cho nổi. Một cái đồng cái nội tôi nói cái mộ bây giờ 8 chiếc đua be lại múc đưa lên nữa, chứ giờ đi lại giữ cái mộ đâu phới sảm gì đó đúng không? Không có gì hết. Cái cuối cùng đó là đưa 200 triệu với luật sư, với là sao lại là nói như luật sư dân sự. Còn luật sư hình sự là đi ra ngoài kêu lo 300 nữa. Gia đình lúc đó gia đình biết rồi, gia đình nghi là biết là không có đưa tiền nữa. Bây giờ kêu lo không lo, dẫn đi theo dẫn đi vậy đó, đi hoài thì cũng như chịu cái kiểu như là chịu đấm ăn xôi đó. Tôi là chịu cái người mà chịu đấm ăn xôi nhiều nhất. Là nói chung bực tức cái gì cũng lôi tôi ra chữ hết. Mà tôi cũng gắng chịu, tại vì sau đó là kêu gia đình lo 300 nữa là lo cho luật sư dân sự ngoài gì đó, hình sự luật sư ngoan trực như gì đó nói ông này là giữ trời lắm mới nhờ được ông nhảy vô. Đó, cô biết anh, cô đi nhờ đi lo đó, nhờ lo đâu 300 triệu, còn chưa tính kể cái khoản khác. Cô bảo là
anh em người ta giúp mình, à, cô bị ẩn của nó là giúp mình nhưng mà phải 500 triệu. Thấy không? Nó nghe đâu cô bị ẩn của nó là luật sư này là dữ lắm mới nhờ được á, mà phải tốn 300 triệu. Gia đình nó là tôi không có 300 triệu, giảm xuống 150. Em hỏi mọi người là cô làm giá với luật sư luôn. À, mà không có luật sư nào đâu, em hỏi tất cả mọi người, cô ăn hết, cô giọng hết. Rồi cuối cùng lo không được cái điện chú Bảy lên, bắt tôi với chú Bảy điền điềm lên, lên đó thì nói với chú Bảy đưa ra cho coi rồi ông không lo tiếp, rồi bả lo không hỏi thôi, ông bỏ bãi qua bên đi, ông lo đi, nữa tôi lo. Gài ông chú Bảy nữa, à, cô biết ảnh cô đâu phải là gài gia đình không, nó biết gia đình hết tiền rồi. Cô gài sao ông chú Bảy nữa, bảo ông chú Bảy lo để cho cô ăn tiếp. Em nói tất cả mọi người, nếu mà có ai mà ác hơn cô biết ảnh nữa hả? Ai mà số 2, không có ai mà số 1 ở đây cả. Cô biết ảnh ạ? Trả lại. À, coi như là cô ấy cũng muốn là đưa chú Bảy đi vô một cái bức tranh thơ mộng đấy luôn. Rồi, chú Bảy ông nói ông đâu có lo nổi đâu, có nhiều ông cho mượn hết rồi. Dạ. Cho mẹ mượn hết rồi, ông đâu lo. Rồi dốt cuộc thì là kêu 300 không được, cái sụt xuống phân nở 150. Không có, rồi. Không có cái cuối cùng cái đi vài ngày cái nó thôi mới vài chục cũng được. Yeah. Trời ơi, đấy không, mọi người thấy cái mặt cô bí ẩn chưa? 300 là thương sự, gia đình nó không có, cô bảo 150, 150 không có là vài ngày, cô bảo là thôi vài chục cũng được. Nó tất cả mọi người, cô ăn cái mức độ, em hỏi tất cả mọi người là cô bào gia đình còn cái gì nữa đâu hả cô bí ẩn, đúng không? Em hỏi tất cả mọi người, cô bí ẩn cô làm giá luật sư luôn. À, mà bởi vì luật sư là ai, là cô bí ẩn chứ ai, hình sự dân sự là cô bí ẩn cô làm luật sư hết đó. Mượn người vài chồng cũng được, đi góp lại đưa. Dạ dạ, phải đưa giờ cũng xong luôn rồi, đưa giờ cũng xong, dính thêm trưởng nữa rồi. Nhiều cái lắm, nhiều cái ghê gớm. Dạ. Anh đồng hành cùng với, tức là ngoài những cái việc chính là đi làm xong rồi thì còn thì tại vì anh đồng hành riết mà, đúng không? Đó, thì coi như là ý là có sai anh làm giặt, làm thứ này làm thứ kia thứ nọ gì không ấy. Nói chung sai thì cũng đủ sai hết, nhưng mà sai làm giặt thì mình không nói, mà đều gài một hai cái mình vô chỗ chết nữa. Bây giờ có gài luôn hả? Gài luôn thì gài kêu chở ra thế giới di động châu đốc á. À, kêu tôi đưa cái thẻ căn cước mua cái điện thoại iPhone 15 ba mấy triệu, đưa tôi đứng ra tôi mua. Tôi nói ủa con đâu có xài đâu mà con đứng con mua, con xài đâu mà ấy. Yeah. Giờ tôi nghĩ bây giờ ông lấy căn cước ông ra ông đứng ông mua 30 mấy triệu đó, giờ bà nói để bà đóng lãi hàng tháng, bà đóng bà không đóng rồi bà điện bà không đóng rồi tháng hai tháng ta xuống ta lôi đầu tôi thôi chị, tôi không chịu, bà chửi tôi cũng tan nát hết á. Tức nha, có biết ảnh ghê không, có biết ảnh cô làm một tháng vài tỷ mà cô phải đi gài anh Vũ mua điện thoại trả góp. Trời ơi, em nói mọi người là cái điện thoại của cô đang dùng bây giờ em nghĩ không biết là ai trả góp cho cô nữa, quá nhục. Em nói cho tất cả mọi người như vậy, lên trên mạng bắt đầu nói đanh phép nổ ghê lắm, quen bộ quen cục mà bắt người thân của mình đi mua điện thoại trả góp. À, mọi người thấy không? Mọi người thấy cái bộ mặt của cô bí ẩn chưa? Đó, anh Vũ không mua bắt đầu cô làm trời làm đất. Cô nói là không biết cái gì, mày không biết điều. À, tao giúp mày vậy mà không biết điều. À, đến bây giờ cô vẫn nói là cô gửi đơn cô thư anh Vũ, anh Vũ là vu khống cô. Vậy thì em hỏi tất cả mọi người, cô làm sao cô trốn được? Mà anh Vũ đã gửi đến công an cấp tỉnh rồi, không có cái đường nào mà cô thoát đâu quý vị ạ. À, chúng ta hãy tiếp tục chờ xem và em sẽ tiếp tục cập nhật và phân tích những cái nội dung mới nhất để có thể cung cấp cho tất cả mọi người, quý vị khán giả yên tâm quý vị nha. Rồi em sẽ dừng video ở đây nhé, tất cả mọi người nhá. Chào mọi người.